Cindy Lư khoe ảnh selfie gây thương nhớ trong lúc người tình Đạt Ri bị tố đánh đập mẹ ruột và vay tiền quá tay. Trong khi Đạt Ri tiếp tục vướng ồn ào khi bị tố đánh đập mẹ ruột và vay tiền nhiều nghệ sĩ để Du Yên trả nợ, động thái của Cindy Lư khiến nhiều người bất ngờ. Những tưởng vụ chia tay ồn ào của cặp đôi bánh mì không, Đạt Ri và Du Yên đã chấm dứt thì mới đây nam chính trong vụ việc lại bất ngờ bị réo tên. Cụ thể, nửa đêm ngày 15 tháng 8, một bài đăng đã hé lộ thêm nhiều thông tin gây sốc về mối quan hệ của Đạt Ri và Du Yên. Người tố cáo tự nhận là quen biết đàng gái, cho biết nữ ca sĩ phải đi vay tiền để trả nợ giúp Đạt Ri khi anh vay tiền từ nhiều nghệ sĩ khác. Đặc biệt, người này còn tố cáo Đạt Ri bạo lực không chỉ đánh Du Yên mà còn đi đường quyền với cả mẹ ruột. Không lâu sau, quản lý Đạt Ri đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân cho rằng người tố cáo giả mạo thông tin từ Du Yên để vu khống nam rapper. Nguyên văn chia sẻ như sau: gửi người làm media hay người quen phía Du Yên, tự xưng, chưa xác định danh tính. 1. Các thông tin hiện tại tràn lan dựa trên tin nhắn cá nhân chưa được xác thực nội dung và danh tính người nhắn. Du Yên đã một lần nói hết, không lên tiếng nữa. Vậy là bạn đang cố tình giả mạo thông tin từ Du Yên và vu khống cho Đạt Ri. 2. Yêu cầu bạn dừng đưa thông tin sai lệch và dọa dẫm phóng viên đưa thông tin theo ý mình, bằng chứng dọa phóng viên tại ảnh. 3. Mình mời bạn liên lạc với mình nếu bạn cần clear, trao đổi, bức xúc. Mời bạn họp với team mình một buổi để chia sẻ. Mình và Đạt sẽ tiếp bạn. Giữa lúc biến càng căng thì động thái của Cindy Lư, bạn gái mới của Đạt Ri, càng khiến nhiều người quan tâm. Cập nhật mới nhất của vợ cũ Hoài Lâm nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm. Cụ thể, cô nàng đăng tải lên Instagram cá nhân một bức hình selfie xinh đẹp, bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên về độ ảo diệu của app chụp với caption: "Mèn ơi cái app". Cindy Lư còn đăng kèm cả clip nền nhạc bài "Xin đừng nhấc máy" B-Ray Hansara trên TikTok. Có thể thấy, động thái của Cindy Lư đều không liên quan đến Đạt Ri. Tuy nhiên, netizen nhanh chóng phát hiện cặp đôi vẫn còn rất mặn nồng khi TikTok của Đạt Ri và Cindy Lư chỉ follow mình đối phương mà thôi.